Những nước có thể nói là chính xác tuyệt đối đến từ cả hai bên. Vậy là kỳ thủ Phạm Viết Duy tốt 7 tấn 1, ngay lập tức là mã 3 tấn 5, vẫn nằm trong khai cuộc cấp tiến trung bình đối bình phòng ma. Và như vậy là anh Phạm Viết Duy sử dụng một phương án mà anh Vương Thiên Nhất rất hay sử dụng, và mới trong ngày hôm qua thôi, trước kỳ vương Vũ Ấu Hoa thì kỳ thủ Vương Thiên Nhất cũng đã sử dụng nước cờ mã 3 thoái 4 và giành một chiến thắng rất thuyết phục. Tuy nhiên là kỳ thủ Trần Hoàng Long với việc là chủ động chơi cấp tiến trung binh thì chắc chắn là anh cũng đã nghiên cứu rất kỹ về thế trận này. Ngay lập tức là tốt 5 tấn 1. Liệu rằng trong trận đấu này sẽ có phi đao được tung ra hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Người cầm quân đen và được đi trong trận đấu này là kỳ thủ Trần Hoàng Long đến với chúng ta từ câu lạc bộ cờ tướng Quang Minh, thành phố Bắc Giang. Anh Trần Hoàng Long sinh năm 1985 và kỳ thủ Trần Hoàng Long chơi cờ từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên là trong khoảng 3 năm trở lại đây thì anh mới bắt đầu tập luyện cờ tướng cũng như là rất thường xuyên giao lưu cọ sát với câu lạc bộ cờ tướng Quang Minh và đặc biệt là câu lạc bộ cờ tướng Thăng Long Kỳ Đạo dưới sự hướng dẫn của kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường. Và theo như chia sẻ của anh thì anh cũng có một lối chơi giống như anh Vũ Hữu Cường, là anh rất thích tấn công chứ anh rất hiếm khi phòng thủ. Và đối thủ của anh ngày hôm nay là anh Phạm Viết Duy, một kỳ thủ rất mạnh của câu lạc bộ Kỳ Hữu Đà Nẵng. Hiện nay thì kỳ thủ Phạm Viết Duy đang kinh doanh tự do và cũng là một vận động viên cờ tướng. Anh Phạm Viết Duy thì đã đạt được rất nhiều thành tích, có thể kể đến như là giải nhất câu lạc bộ cờ tướng Hoàng Anh Đà Nẵng năm 2018, giải nhì câu lạc bộ cờ tướng Đại Lộc Quảng Nam năm 2016 và lọt vào vòng 24 kỳ thủ mạnh nhất của Chạng cờ đất Việt 2015. Kỳ thủ Phạm Viết Duy thì có một lối chơi thiên về chậm chắc. Tuy nhiên là trong trận giao hữu ngày hôm nay thì anh đã đáp lại khai cuộc cấp tiến trung binh bằng bình phong mã, một thế trận đối công rất sâu sát và hứa hẹn sẽ cống hiến cho quý vị và khán giả một trận đấu mãn nhãn. Và trở lại ván đấu lúc này, tình thế hiện tại cũng đang thể hiện rõ tính chất của ván đấu này khi mà kỳ thủ Phạm Viết Duy đang phải chịu sức ép rất lớn từ kỳ thủ Trần Hoàng Long. Và như vậy là ngay lập tức kỳ thủ Trần Hoàng Long xe 4 bình 2 mở đầu xe sau nước cờ mã 8 tấn 9 của kỳ thủ Phạm Viết Duy. Và có cảm giác như những nước cờ của kỳ thủ Trần Hoàng Long đã được chuẩn bị trước từ khi trận đấu này diễn ra. Nên là lúc này anh mới chỉ sử dụng mất khoảng 1 phút cho những nước đi của mình. Trong khi đó thì anh Phạm Viết Duy đã mất khoảng 5 phút.
Và thế trận thì lúc này kỳ thủ Trần Hoàng Long vẫn đang chiếm tuyến thủ. Và đứng trước một kỳ thủ rất mạnh là anh Phạm Viết Duy thì việc sử dụng khai cuộc cấp tiến trung binh cũng là rất hợp lý của kỳ thủ Trần Hoàng Long. Thế đây thì có lẽ anh Phạm Viết Duy phải đấu xe rồi. Nếu như không muốn đấu xe thì có lẽ sẽ phải bình tốt để bắt xe. Tuy nhiên là bình tốt thì rất nguy hiểm. Vâng, có thể thấy là trung lộ của kỳ thủ Phạm Viết Duy đang bị tấn công rất dữ dội. Điểm yếu duy nhất của kỳ thủ Trần Hoàng Long lúc này có lẽ là cánh bên trái của anh vẫn chưa hề xuất động bất kỳ quân cờ nào. Và đây cũng là điểm yếu chung của thế trận cấp tiến trung binh. Khi mà bên đi tiên triển khai rất nhanh chóng trung lộ cũng như là cánh bên phải, nhưng cánh bên trái thì vẫn chưa có thời cơ để xuất động. Mặc dù vậy thì kỳ thủ Phạm Viết Duy cũng có những điểm yếu nhất định, đặc biệt là trung lộ, và quân xe lộ 1 vẫn chưa thể khởi động được, rất khó để di chuyển quân xe. Như vậy tình thế trong trận đấu này đang rất phức tạp. Và liệu rằng kỳ thủ Phạm Viết Duy có thể sử dụng kinh nghiệm cũng như đẳng cấp của mình để khuất phục được kỳ thủ Trần Hoàng Long trong một thế trận đối công như thế này hay không? Và theo tôi nghĩ là anh Trần Hoàng Long đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Vâng, trở lại ván đấu lúc này thì có vẻ như là anh Trần Hoàng Long đã bắt đầu sử dụng hết những phần chuẩn bị của mình, và nước cờ xe 9 tấn 2 đã tiêu tốn của anh Trần Hoàng Long một chút thời gian. Tuy nhiên là xét về hình thế hiện tại thì nước cờ xe 9 tấn 2 cũng là rất hợp lý, có thể nhanh chóng đưa xe ra lộ 6 và tham chiến bất cứ lúc nào. Ta có thể nhận thấy là kỳ thủ Phạm Viết Duy cũng đang rất bế tắc trong tình huống này, chưa thể tham chiến được.
Trung Lộ thì bị quân Pháo khống chế hoàn toàn. Và đối thủ còn có một con mã lộ 6 cực kỳ nguy hiểm. Và như vậy là anh Phạm Viết Duy quyết định sử dụng phá mã tốt để gây sức ép vào cánh bên phải của kỳ thủ Trần Hoàng Long. Như vậy bây giờ không thể kịp thời triển khai xe nữa rồi. Để sử dụng xe pháo, sử dụng phá mã tốt để tấn công lại đối thủ. Như vậy ván đấu thứ nhất đang diễn ra rất hay và rất khó lường. Và chúng ta hãy cùng chờ xem kỳ thủ nào sẽ là người mắc sai sót trước, cũng như là ai sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù là kỳ thủ Phạm Viết Duy được đánh giá cao hơn rất nhiều, tuy nhiên là có vẻ như ván đấu thứ nhất anh đang đi vào sự chuẩn bị của đối thủ. Như vậy là pháo 5 tấn 1 đến từ kỳ thủ Trần Hoàng Long, dùng xe bắt tốt và tiếp tục gây sức ép vào trung lộ của kỳ thủ Phạm Viết Duy và quyết tâm giữ bằng được con tốt này. Kỳ thủ Phạm Viết Duy tốt 7 tấn 1 ngay sau nước cờ pháo 5 tấn 1 của kỳ thủ Trần Hoàng Long. Vâng, có lẽ nước cờ bắt buộc tiếp theo cho kỳ thủ Trần Hoàng Long có lẽ sẽ là xe 9 bình 4. Nếu không thì kỳ thủ Phạm Viết Duy sẽ có thủ pháp là tốt 7 bình 6 và bắt cục ngay. Và nếu như tốt 7 bình 6 thì sẽ không có nước cờ hóa giải. Chính vì vậy mà cần phải xe 9 bình 4 ngay lập tức để chặn đường con tốt bình vào. Có lẽ là không còn lựa chọn nào khác cho anh Trần Hoàng Long. Và cũng có thể kỳ thủ Trần Hoàng Long đang suy tính đến một hướng tấn công khác có thể nhanh hơn kỳ thủ Phạm Viết Duy. Vâng, theo như chia sẻ thì kỳ thủ Trần Hoàng Long sở hữu một lối chơi tấn công, nên là trước khi nghĩ đến việc phòng thủ thì anh Trần Hoàng Long luôn luôn nghĩ đến những phương án tấn công trước. Nếu như không thể dứt điểm được đối thủ thì mới bắt đầu nghĩ đến những phương án phòng thủ về phía bên mình. Và cũng có thể thấy nước cờ tốt 7 tấn 1 của kỳ thủ Phạm Viết Duy là rất hiểm ác. Và như vậy là chấp nhận bỏ mặc nước cờ tốt 7 bình 6 của đối phương. Anh Trần Hoàng Long đã chơi mã 6 tấn 4 đe dọa chiều tướng hết cờ trước. Và sẽ đi lật kỳ thủ Phạm Viết Duy đi quân. Đến đây thì cần phải đỡ cục trước chứ không thể vội vàng tấn công được. Tuy nhiên là cũng có thể tốt 7 bình 6, bởi vì là còn một con mã 5. Nếu như bình pháo chiều tướng vẫn có thể mã 5 tấn 4. Và theo tôi nghĩ đến đây thì anh Phạm Viết Duy sẽ chiến thắng trong trận đấu này, bởi vì là anh đã đi nước cờ tốt 7 bình 6 rồi. Bây giờ có tấn mã chiều tướng thì đơn giản là xuất tướng. Và nếu như bình pháo chiều tướng thì sẽ tiếp tục mã 5 tấn 4. Có vẻ như nước tấn công chưa toàn vẹn đến từ kỳ thủ Trần Hoàng Long. Và chúng ta hãy cùng chờ xem anh Trần Hoàng Long sẽ giải quyết nước cờ này như thế nào. Tôi nghĩ là rất khó rồi. Có lẽ sơ sót ở nước cờ pháo 5 bình 6 chiếu tướng. Anh Trần Hoàng Long nghĩ rằng sẽ dùng pháo lồng để chiếu hết ngay và đối thủ buộc phải đỡ nước cờ này trước. Tuy nhiên là anh Phạm Viết Duy tạo ra sát cục được trước, nhanh hơn đối thủ.
Một ván đấu rất hay của cả hai kỳ thủ. Kỳ thủ Trần Hoàng Long với việc khai cuộc rất bài bản từ kỳ thủ Vũ Hữu Cường, đối chọi với một kỳ thủ cực kỳ mạnh của câu lạc bộ Cứu Hữu Đà Nẵng, kỳ thủ Phạm Viết Duy. Thì anh Trần Hoàng Long đã có những ưu thế nhất định ở phần khai cuộc và nửa đầu chung cuộc. Tuy nhiên là một nước cờ sơ sót đã dẫn đến tình thế là kỳ thủ Trần Hoàng Long nhiều khả năng sẽ bị chiều tướng sát cục ngay. Đây thì buộc cho kỳ thủ Trần Hoàng Long phải chiều tướng giành chiến thắng trước. Nếu như không thể chiều tướng giành chiến thắng, đồng nghĩa với kết quả thua trong trận đấu này. Không thể bình xe sang mắt pháo được, vẫn có thể là tốt 6 tấn 1 lưỡng chiếu thua ngay. Như vậy là đến đây không thể thủ nữa rồi, buộc phải công. Và nước cờ tấn công có thể chiều tướng ngay. Chỉ có hai hướng là mã 4 tấn 3 và mã 4 tấn 6. Nếu như mã 4 tấn 3 thì đơn giản là xuất tướng và vẫn còn nước cờ tấn mã lên. Rồi sau này pháo 2 bình 4. Còn hướng thứ hai là mã 4 tấn 6. Tuy nhiên là anh Trần Hoàng Long đã mã 4 tấn 3. Như vậy là theo như cá nhân tôi nhận định thì ván đấu thứ nhất sẽ có kết quả thắng cho kỳ thủ Phạm Viết Duy. Như vậy là tiếp tục pháo 5 bình 6 chiếu tướng và ngay lập tức mã 5 tấn 4. Nước cờ bắt buộc dành cho cả hai bên. Kỳ thủ Trần Hoàng Long vẫn đang tìm những giải pháp để có thể hy vọng cứu vãn tình thế ở trong trận đấu thứ nhất. Tuy nhiên là rất khó rồi. Một nước cờ sai lầm mà thôi. Ngay lập tức là dẫn đến sát cục ngay. Vâng, và ván đấu này cũng đã thể hiện được khai cuộc cấp tướng trung bình là một khai cuộc đối công số, chỉ cần một bên đi sai sót thôi lập tức là đã có sát cuộc rồi. Vâng, như vậy là tốt 6 bình 7 chiếu tướng, ngay lập tức là pháo 2 bình 4 và đã không còn cơ hội nữa rồi. Rất đáng tiếc cho kỳ thủ Trần Hoàng Long. Tuy nhiên không sao, vẫn còn một ván đấu thứ hai trước kỳ thủ Phạm Viết Duy. Tuy nhiên là ván đấu thứ hai chắc chắn sẽ khó khăn cho kỳ thủ Trần Hoàng Long hơn rất nhiều. Bởi vì ván đấu thứ hai sẽ đến lượt kỳ thủ Phạm Viết Duy cầm quân đỏ đi trước. Vâng, như vậy là pháo mã tốt đã tạo cục rồi. Và đấu thứ nhất, kỳ thủ Phạm Viết Duy giành chiến thắng trước kỳ thủ Trần Hoàng Long. Và tỷ số sau ván đấu thứ nhất, kỳ thủ Phạm Viết Duy tạm thời dẫn trước kỳ thủ Trần Hoàng Long 1-0. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ. Ván đấu thứ hai bắt đầu. Vâng, như vậy là ván đấu thứ hai đã bắt đầu. Ván đấu thứ hai thì sẽ đến lượt kỳ thủ Phạm Viết Duy cầm quân đỏ đi trước và kỳ thủ Trần Hoàng Long sẽ cầm quân đen đi sau. Như vậy với lợi thế đi trước thì anh Phạm Viết Duy sử dụng khai cuộc tiên nhân chỉ lộ. Đáp lại thì kỳ thủ Trần Hoàng Long sử dụng phương án liễm pháo. Pháo 2 bình 3. Lựa chọn đối công với kỳ thủ Phạm Viết Duy. Vâng, và đến đây thì hai kỳ thủ đã hình thành thuận pháo. Tiếp tục là một ván đấu đối công mạnh mẽ. Vâng,
dù đã có chiến thắng trong vòng đấu thứ nhất. Tuy nhiên là kỳ thủ Phạm Viết Duy vẫn chấp nhận cho kỳ thủ Trần Hoàng Long có thể đưa về một khai cuộc có sức đối công cao. Và đây cũng là một cơ hội tốt để cho kỳ thủ Trần Hoàng Long có thể san bằng được tỷ số trận đấu này. Tuy nhiên người đi trước trong trận đấu này là kỳ thủ Phạm Viết Duy. Như anh là một vận động viên cờ tướng thi đấu rất nhiều năm, sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong phần khai cuộc. Trong khi đó thì kỳ thủ Trần Hoàng Long cũng là học trò của kỳ thủ Vũ Hữu Cường, một kỳ thủ sở hữu khai cuộc rất mạnh của làng cờ miền Bắc. Như vậy với việc sử dụng một khai cuộc chính quy thì cũng đồng nghĩa với việc kỳ thủ Trần Hoàng Long vẫn còn cơ hội trong ván đấu thứ hai và sẽ tiếp tục là một thách thức cho kỳ thủ Phạm Viết Duy. Sử dụng một khai cuộc đối công thì rất khó để có thể có một ván đấu hòa. Tuy nhiên người đi trước thì luôn có một chút lợi thế. Và đến đây sẽ đến lượt kỳ thủ Phạm Viết Duy đi quân. Như vậy là pháo 8 bình 6. Và kỳ thủ Trần Hoàng Long xe 9 bình 4, bắt ngay vào quân pháo 6 để cướp tiên. Như vậy đến đây thì anh Trần Hoàng Long sẽ có cơ hội ra xe 1 trước khi kỳ thủ Phạm Viết Duy có thể xuất động được quân xe lỗ 9. Và tuy nhiên là anh Trần Hoàng Long thì đã nhìn thấy quân tốt lỗ 7 là một con tốt định tốt yếu và có thể tấn công vào con tốt này. Chính vì vậy mà anh Trần Hoàng Long xe 4 tấn 4 trước, rồi sau đó với mã 2 tấn 1. Vậy cũng là một giải pháp khá hợp lý. Tuy nhiên thì nước cờ này cũng tạo điều kiện cho kỳ thủ Phạm Viết Duy mã 8 tấn 7 bắt xe. Như vậy là kỳ thủ Phạm Viết Duy mới lại là người ra xe được trước. Vâng, như vậy là để chạy xe thì anh Trần Hoàng Long quyết định là xe 4 tấn 1. Sau này có thể bình xe đè mã. Vâng, và tình thế hiện tại thì kỳ thủ Phạm Viết Duy có thể xe 9 bình 8 để xuất xe. Vâng, và phương án thứ hai là anh có thể xe 2 tấn 4 tuần hạ xe và phát triển quân mã về sau. Như vậy là anh Phạm Viết Duy quyết định tuần hạ xe, rồi sau đó mã 7 tấn 6 nhanh chóng triển khai quân thay vì tập trung phát triển quân xe lỗ 9. Cũng là một giải pháp khá là hợp lý cho kỳ thủ Phạm Viết Duy trong tình huống này. Và kỳ thủ Trần Hoàng Long tốt 7 tấn 1 để ngăn chặn trước nước cờ mã 6 tấn 4 từ kỳ thủ Phạm Viết Duy.
Vâng, như vậy là quyết định chiếm thực loại ngay con tốt đầu. Mã 6 tấn 5 ăn tốt. Bắt buộc về mã 7 tấn 5. Vâng, như vậy cũng là một giải pháp rất hợp lý của kỳ thủ Phạm Viết Duy. Vừa tạo được thế pháo đầu và sau này có thể lên tượng liên kết phòng thủ trung lộ. Và cũng có thể xe 2 bình 4 rồi xuất tướng. Con xe lộ 4 của kỳ thủ Trần Hoàng Long vô tình lại cản đường xuất tướng. Sẽ là một hình thế rất nguy hiểm cho kỳ thủ Trần Hoàng Long. Đến đây thì có thể thấy là kỳ thủ Phạm Viết Duy đang kiểm soát hoàn toàn thế trận rồi. Và chỉ cần đi chính xác thêm một vài nước cờ nữa thôi sẽ rất nguy hiểm cho kỳ thủ Trần Hoàng Long. Trước mắt thì kỳ thủ Phạm Viết Duy đang hơn tốt đầu. Và chỉ còn một con xe là chưa triển khai. Tuy nhiên con xe này có thể ra rất nhanh chóng. Và như vậy là xe 2 bình 4 rồi. Đe dọa xuất tướng và sắt cục ngay. Và kỳ thủ Trần Hoàng Long đã phải đỡ trước bằng nước cờ pháo 3 bình 4. Sau này có thể xuất tướng để tránh sát. Vâng, mặc dù là có thế công khá dữ dội ở trung lộ, tuy nhiên là kỳ thủ Phạm Viết Duy cũng có những điểm yếu nhất định. Con mã 3 sẽ là một con mã khá yếu của anh Phạm Viết Duy. Và anh Phạm Viết Duy cũng đã bị treo tượng lên lộ 9. Vậy là hình thế của kỳ thủ Phạm Viết Duy cũng đang tương đối chênh vênh. Nếu như đấu quân pháo đi thì con mã lộ 3 sẽ bị mất căng. Sau này đối thủ có thể xe 2 tấn 7. Vậy là cũng không thể toàn quyền tấn công cho kỳ thủ Phạm Viết Duy rồi. Cũng cần phải suy nghĩ đến những phương án phòng thủ trước. Hoặc là cũng có thể sẽ bình pháo vào trung lộ để duy trì thế pháo đầu. Đến đây chúng ta hãy cùng chờ xem lựa chọn của kỳ thủ Phạm Viết Duy sẽ là như thế nào. Pháo 6 bình 5 hay sẽ là pháo 6 tấn 5. Như vậy là bình 5 quyết tâm giữ bằng được quân pháo ở trung lộ và gây sức ép vào quân sĩ 6.
Vâng, như vậy là sau một hồi cân nhắc thì kỳ thủ Phạm Viết Duy quyết định pháo 5 thoái 1. Ngăn cản đường quân xe 2. Có thể bình sang bên phía cánh trái của kỳ thủ Trần Hoàng Long về sau. Và tiếp tục duy trì cả pháo gánh ở trung lộ. Rồi nước cờ này có lẽ cũng là để mở đường cho xe 9 mình bày. Rồi sau này tốt bày tấn 1. Và kỳ thủ Trần Hoàng Long nhận thấy trong hình thế của anh đang còn tồn đọng. Con mã lộ 1 là con mã tương đối khó phát triển, nên là ngay lập tức anh Trần Hoàng Long tốt 1 tấn 1. Mở đường cho con mã có thể nhảy lên về sau. Vâng, và nếu như kỳ thủ Phạm Viết Duy không tìm ra hướng đánh tích cực thì anh Trần Hoàng Long cũng có thể xe 4 xe bình 1 ăn tốt và chán tốt sang sông. Vâng, như vậy là kỳ thủ Phạm Viết Duy nhận thấy là cũng không thể tấn công một cách quá gấp gáp, nên là anh đã bắt đầu cởi bỏ những điểm yếu của mình. Đầu tiên là kỳ thủ Phạm Viết Duy xe 9 mình 7, mục tiêu là xuất động con xe lỗ 9 và sau này có thể là tốt 3 tấn 1 để có thể đấu tốt và hóa giải nốt điểm yếu còn lại là quân mã ở lỗ 3. Vậy trong hình trận của kỳ thủ Phạm Viết Duy sẽ không còn tồn đọng những điểm yếu nữa. Và lúc đó thì có thể ung dung tấn công. Mình có thể thấy cả hai ván đấu hai kỳ thủ đều sử dụng những khai cuộc có tính đối công rất gay gắt, tạo nên những ván đấu rất hay. Ở trong ván đấu thứ nhất thì ở phần khai cuộc và đấu chung cuộc thì anh Trần Hoàng Long với sự nghiên cứu của mình đã chiếm được những ưu thế nhất định. Tuy nhiên là về bản lĩnh thi đấu cũng như là đẳng cấp thì kỳ thủ Phạm Viết Duy đã tỏ ra là mình xuất sắc hơn. Và kết quả cuối cùng thì kỳ thủ Phạm Viết Duy giành chiến thắng trong ván đấu thứ nhất sau một sai lầm của kỳ thủ Trần Hoàng Long. Ván đấu thứ hai thì hai anh tiếp tục triển khai một khai cuộc, tiếp tục là một khai cuộc đối công rất mạnh mẽ. Tiên nhân chỉ lộ sau này chuyển thành thuật pháo. Và với việc đi tiên thì kỳ thủ Phạm Viết Duy đang có những sự tiên thủ của mình trong nước cờ này. Và sau một hồi suy nghĩ cũng tương đối lâu, kỳ thủ Trần Hoàng Long cuối cùng đã đưa ra lựa chọn cho nước cờ tiếp theo là tướng 5 bình 4. Và cần thiết thì có thể bật pháo vào sĩ. Đồng thời có thể né tránh được hướng tấn công từ trung lộ. Như vậy là một giải pháp chính xác cho kỳ thủ Trần Hoàng Long. Vâng, và nước cờ tiếp theo sẽ thuộc về kỳ thủ Phạm Viết Duy. Đã hãy cùng chờ xem là kỳ thủ Phạm Viết Duy sẽ đưa ra nước cờ nào. Và trong tình huống này, có thể suy nghĩ đến phương án tốt 3 tấn 1 để hóa giải nốt điểm yếu còn lại là con mã lộ 3. Và cụ thể với chiến thắng ở trong ván đấu thứ nhất thì anh Phạm Viết Duy hoàn toàn có thể nghĩ đến phương án tốt 7 tấn 1. Khi đó thì sẽ ép được cho kỳ thủ Trần Hoàng Long phải đấu xe. Bởi vì nếu như không đấu xe thì tốt 7 sẽ vượt sông
và chiếm ưu thế cho kỳ thủ Phạm Viết Duy. Sau khi đấu xe thì kỳ thủ Phạm Viết Duy có thể tiếp tục bình pháo ăn tốt và sẽ đấu thêm được một con pháo ở lỗ 5. Như vậy sau tình huống đó thì kỳ thủ Phạm Viết Duy sẽ đấu được hai quân cờ mạnh và sẽ chuyển tàn. Cơ hội giành chiến thắng cũng khá cao. Và như vậy là sau một hồi cân nhắc thì anh Phạm Viết Duy quyết định tốt 7 tấn 1 thay vì là tốt 3 tấn 1. Và theo như phân tích của tôi từ trước thì nước cờ này dường như sẽ là một nước cờ ép cho đối thủ phải đổi xe. Sau khi đổi xe thì có thể vật pháo chiếm thực lợi thêm một con tốt. Và nếu như đối phương có bình xe ăn tốt thì vẫn có thể tiếp tục vào 9 bình 3. Vậy là vừa diệt được tốt và vừa có thể mở tốt 3 tấn 1 về sau. Một nước cờ rất nhiều mục đích. Và hoàng đế đây cũng không cần thiết phải ăn tốt, nó có thể chơi an toàn hơn. Hoàn toàn có thể chơi tốt 9 tấn 1, đấu tốt đi và giữ thế cân bằng. Bởi vì trong hòa đấu thứ hai, kỳ thủ Phạm Viết Duy cũng không cần thiết phải giành một chiến thắng mới là chiến thắng chung cuộc được cho anh. Vâng, và đến đây thì anh Duy đã đi theo phương án pháo 5 bình 9 tiêu diệt thực lợi một con tốt. Sau này có thể tiếp tục pháo 9 bình 3 diệt hết tốt của đối phương và cũng mở đường cho quân pháo 5 có thể vật lên pháo đầu của kỳ thủ Trần Hoàng Long. Như vậy sẽ tiếp tục là đấu quân và càng đấu nhiều quân thì sẽ càng có lợi cho kỳ thủ Phạm Viết Duy. Vâng, và kỳ thủ Trần Hoàng Long đã ra tay trước. Pháo 5 tấn 5. Vâng, và tiếp tục là pháo 4 bình 5. Tuy nhiên nước cờ pháo 4 bình 5 này theo tôi nhận xét là không được mạnh cho lắm. Bởi vì nếu như pháo 4 bình 5 thì sẽ tạo cơ hội cho kỳ thủ Phạm Viết Duy thoái tượng về để liên kết đối tượng. Vậy rất khó để tấn công. Thay vào đó thì anh Trần Hoàng Long nên bình xe ăn tốt và có thể đánh vỡ được một tượng. Mặc dù là chấp nhận mất tốt nhưng cũng tạo ra những khuyết điểm ở trong hàng phòng thủ của kỳ thủ Phạm Viết Duy và có thể khai thác về sau. Và như vậy là xe 4 tấn 2. Tuy nhiên đơn giản nhất thì có thể là mã 3 thoái 4. Quân tốt đầu cũng không bị quân cờ nào tấn công nên là mã 3 hoàn toàn có thể thoái 4 để giữ chặt quân tượng.
Vậy là kỳ thủ Phạm Viết Duy, trái với dự đoán thì anh đã chơi C4 tấn 1 để bắt mã. Ngay lập tức thì kỳ thủ Trần Hoàng Long vật phá lên tốt đầu. Vâng, và có sát cục ngay. Như vậy là ở trong ván đấu thứ hai thì kỳ thủ Phạm Viết Duy lại mắc sai lầm rồi. Và ngay lập tức đưa ra sát cục cho kỳ thủ Trần Hoàng Long. Vâng, như vậy là trong ván đấu thứ nhất thì kỳ thủ Trần Hoàng Long đã có sai lầm để cho kỳ thủ Phạm Viết Duy giành chiến thắng. Và trong ván đấu thứ hai thì kỳ thủ Phạm Viết Duy đã mắc sai lầm trước. Và ván đấu thứ hai kết thúc với phần thắng thuộc về kỳ thủ Trần Hoàng Long. Và sau hai ván đấu, hai kỳ thủ đã có kết quả hòa. Như vậy hai kỳ thủ sẽ phải đến với ván đấu thứ ba để phân định thắng thua. Vâng, như vậy đến đây thì hai kỳ thủ đã sẵn sàng cho ván đấu thứ ba. Và đấu bắt đầu. Ở trong ván đấu thứ ba, kỳ thủ Trần Hoàng Long sẽ là người cầm quân đen đi trước với 6 phút và sẽ phải chấp hòa kỳ thủ Phạm Viết Duy cầm quân đỏ đi sau với 5 phút. Vậy tiếp tục sử dụng pháo đầu tấn công đến từ kỳ thủ Trần Hoàng Long và kỳ thủ Phạm Viết Duy tiếp tục sử dụng bình phong mã. Vâng, mã 2 tấn 3 và tiếp tục là trung pháo tấn thất binh quá hà xa đối bình phong mã. Tuy nhiên là ván đấu này kỳ thủ Phạm Viết Duy đã đi biến khác. Thay vì bình pháo đổi xe thì anh Phạm Viết Duy quyết định tả mã bàn hà. Vâng, như vậy là tả mã bàn hà hoành xe. Tiếp tục lại là một thế trận đối công rất xô xát đến từ cả hai kỳ thủ. Kỳ thủ Trần Hoàng Long thì như chia sẻ của anh rất yêu thích lối chơi đối công. Còn kỳ thủ Phạm Viết Duy, mặc dù là anh thích lối chơi trọng và chắc, tuy nhiên là trong trận giao hữu ngày hôm nay thì có lẽ với tính chất của một trận giao hữu nên là anh Phạm Viết Duy chấp nhận cho đối thủ có cơ hội tấn công mình và chơi một trận đấu 5 ăn 5 thua với đối thủ. Xe 9 bình 8 và đến lượt kỳ thủ Phạm Viết Duy đi quân. Như vậy là bình pháo bắt tượng và mời đấu xe. Tuy nhiên là anh Trần Hoàng Long quyết định không đấu xe. Bởi vì đấu xe thì sẽ bị tấn công vào cánh bên phải, sẽ rất nguy hiểm. Xe pháo tốt nhiều khả năng sẽ tạo cục và không thể chống đỡ được. Và lúc này thì kỳ thủ Phạm Viết Duy đã bắt đầu sử dụng con tốt vượt sông của mình để gây áp lực ngược trở lại so với đối thủ. Tốt 7 bình 6 bắt pháo và pháo 5 bình 6 để chạy pháo. Và tiếp tục tấn xe đe dọa vượt pháo lên tượng. Vâng, kỳ thủ Trần Hoàng Long xe 3 bình 4 vừa tránh nước cờ vật pháo xuống tượng và vừa bắt tốt của kỳ thủ Phạm Viết Duy. Như vậy là kỳ thủ Phạm Viết Duy tiếp tục tốt 6 bình 7, tiếp tục bắt tượng. Như là lúc này thì có thể tượng 3 tấn 5 được rồi. Không, như vậy là tượng 7 tấn 5. Và tiếp tục xe 8 tấn 1 bắt chết tốt.
Vậy tiếp tục là một bản đấu rất hay. Một khai cuộc đối công xô xát ngay từ đầu. Và người được đánh giá cao hơn, kỳ thủ Phạm Viết Duy, dường như đang bị tấn công mạnh hơn và đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Tất cả các quân của kỳ thủ Trần Hoàng Long đang ở vị trí thông thoáng và có thể tổ chức tấn công. Ở ván đấu này thì kỳ thủ đi tiêm là kỳ thủ Trần Hoàng Long sẽ có 6 phút, chấp hòa kỳ thủ đi hậu là kỳ thủ Phạm Viết Duy với 5 phút. Chính vì vậy mà kỳ thủ Trần Hoàng Long lúc này vẫn đang có nhiều hơn kỳ thủ Phạm Viết Duy 1 phút. Nên một nước cờ mà anh Trần Hoàng Long suy nghĩ khoảng 30 giây trong tình huống vừa rồi cũng là rất hợp lý. Trong giai đoạn chung cuộc thì cần phải đi những nước cờ chính xác. Như vậy là xe 8 tấn 5 và ngay lập tức là pháo 6 tấn 2 để cản xe lại. Và như vậy là pháo 6 bình 5. Với quân pháo đầu này thì tôi nghĩ là kỳ thủ Phạm Viết Duy đang gặp khá nhiều nguy hiểm. Chỉ 6 tấn 5, bây giờ có thể chuyển xe 8 bình 4. Trước tiên là dọc sát cục. Và sau đó thì có thể đẩy quân mã lên. Và sau này sau khi đưa mã lên thì có thể tiếp tục tấn mã tiêu diệt tốt đầu. Mở ra rất nhiều hướng đánh. Nó cũng có thể mã 7 tấn 6 ngay. Và cũng có thể sẽ là mã 7 tấn 6 trước, bởi vì là nếu như tấn mã lên. Và như vậy là anh Trần Hoàng Long quyết định vật phá vào tốt đầu. Và sau đó xe 8 tấn 6 ăn lại pháo. Và quân
giây, đánh với 28 giây. Và như vậy là cứ lên sĩ rồi thả sĩ thôi. Và bên anh Trần Hoàng Long thì cũng chỉ tiến xe và khoái xe. Rồi như vậy thời gian đang rất cân bằng rồi, rất kịch tính. Một ván đấu mà người chiến thắng sẽ là người sử dụng thời gian tốt hơn và đi cờ nhanh hơn. Rồi, tuy nhiên là cũng có một điểm lưu ý là 40 nước cờ không ăn quân thì máy tính cũng sẽ xử hòa. Và với tốc độ như thế này thì cũng rất có nhiều khả năng sẽ đi được đủ 40 nước. Vâng, như vậy là anh Phạm Viết Duy đã hơn giờ. Vâng, lại cân bằng rồi, 11 giây. Vâng, và lại là anh Trần Hoàng Long đi nhanh hơn. Có lẽ là đi sĩ sẽ chậm hơn đi xe. Vâng, như vậy là rất hay, tưởng chừng như là anh Phạm Viết Duy đã hết giờ trước, tuy nhiên là anh vẫn có thể đi kịp được 40 nước. Đúng vào giây phút từ 0-0, cả hai bên đều còn 0 phút, 0 giây, tuy nhiên là anh Phạm Viết Duy đã đi đủ 40 nước và cầm hòa được ván đấu cờ chớp. Ở chung cuộc, anh Phạm Viết Duy đã giành chiến thắng trước anh Trần Hoàng Long, câu lạc bộ Quang Minh, tỉnh Bắc Giang. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.